chị rồi à? Ui may quá, không chị bảo là phải về nhanh không thì mất hết quần áo ở nhà. Ui may quá đấy, may hôm nay có em ở nhà nhá, may có em hàng xóm đấy. Chứ không có hàng xóm đúng là hôm nay em quần áo cho chị ướt hết luôn. Cảm ơn cô hàng xóm bé nhỏ của chị nha. À, chị Phương ơi. Em đang học Vinh Vân. Vâng, hôm nay em được nghỉ, thì em mới học cơ. Chào chị. Em học tốt chưa? Vâng ạ. Vâng. Ờ, chị chết rồi. Thôi, mình đi vào trong nhà mình học lại thôi. Mình chết, trời như đổ sắp mưa ấy. À, đúng rồi. Mình vừa nhìn thấy Mafia đang phát triển. Chết. Để ra thư, cô quẩn áo cho Mafia thôi. Không thì ra về với Mafia. Đất hết. Vậy là mình đã giúp cho mẹ ta xong rồi. Bây giờ là mình rồi, có 3 phút sau đấy. Mẹ phải ra không quần áo mới được. Có quần áo của mình đâu? Ơ, quần áo của mình đâu rồi? Ôi may quá, không chị bảo là phải về nhanh không thì mất hết quần áo ở nhà. Ôi may quá đấy, may hôm nay có em ở nhà nhá, may có em hàng xóm đấy. Chứ không có hàng xóm đúng là hôm nay em quần áo cho chị ướt hết luôn. Cảm ơn cô hàng xóm bé nhỏ của chị nha. Đúng rồi. Em này đang học đấy à? Ừ, học đi. Bây giờ chị cũng đi về nghỉ, xin nghỉ buổi sáng chạy thu quần áo đấy. Này, chúc sau là chị nấu cơm cho ăn nhá. Ừ, thế nhá, chị về nhà nấu cơm nhá, học bài đi nhá. Vừa ngoan này còn vừa học giỏi, biết giúp đỡ hàng xóm thì là tốt lắm ấy. Tạm biệt nhá, chị về đây, cảm ơn em. Nha. Quần áo thơm quá. Xin chào tất cả các bạn, các bạn xem ủng hộ mình và subscribe cho mình nhé.